Chào các bạn, tôi là Trần Hải. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn thực tế thi công sàn phẳng sử dụng của pha xốp VRO tấm S3. Thưa các bạn, trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về tấm panel 3D sàn VRO S3. Cấu tạo của tấm sàn panel 3D S3 gồm có hộp xốp đặc đúc nguyên khối, hay còn gọi là cụm pha trong tạo rộng sàn, có lõi trụ xuyên tâm được lồng vào một khung thép panel 3D gồm có thép lip dưới, các thân nhỏ, chúng ta để ý các thân nhỏ, và thép lip trên, các thân lớn hơn. Đây, các thép lớp trên. Còn các thân lớn là các thép bổ sung chịu lực chính tại các khe dầm. Vài thép zig zag tạo thành các trụ liên kết giữa thép lớp trên và thép lớp dưới tại góc bốn hộp xốp, hay còn gọi là điểm giao của dầm chữ Y trực giao. Chúng ta cùng xem. Chúng ta cùng xem mặt dưới của tấm panel 3D S3. Các thanh thép lớp dưới định vị cho khung thép panel 3D. Lưỡi nhựa hoặc thân thép dệt chống lún cho hộp xốp. Dưới đáy hộp có gờ của chân hộp xốp, mục đích chống đầy nổi cho hộp xốp. Tôi đã giới thiệu ở video trước. Bạn nào cần hiểu thêm thì comment ở dưới video, tôi sẽ giải thích tiếp. Chúng ta để ý giữa hộp xốp có lỗ xuyên tâm. Đây là lỗ để kiểm tra lúc đổ bê tông và tạo ra trụ liên kết giữa lớp bê tông trên và dưới, chống lại các ứng suất cục bộ tại giữa ô sàn. Thép liên kết gồm các thép zig zag có các thân xiên, đóng vai trò như thép vai bò, tương tự như các dầm chúng ta thường thấy. Như vậy tất cả các dầm phụ đều có thép zig zag, hay còn gọi là thép xiên, chống cắt rất hiệu quả. Hệ dàn đỡ cột pha sàn có thể dùng được tất cả các loại có trên thị trường, rất là đơn giản, bởi vì đầu trên của cả cây chống chung một cao trình, rất là đơn giản trong công tác lắp dựng cây chống. Cột pha đại sàn phẳng hoàn toàn lắp dựng rất đơn giản, các dầm, các cao trình đáy dầm cũng bằng cao trình đáy sàn. Thép lớp dưới thẳng hoàn toàn rất đơn giản trong công tác lắp dựng cột pha của thép. Chúng ta cùng xem quá trình rải thép lớp dưới đáy sàn. Sau khi rải thép lớp dưới ngang và thép tăng cường, chúng ta tiến hành rải thép dọc lớp dưới sàn. Lưu ý rằng thép tăng cường lớp dưới có hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất, chiều dài ngang vạch màu xanh,
Cấp độ thứ hai, chiều dài ngang với vật màu đỏ. Đây là căn cứ vào lực tăng cường để chống uốn cho sàn lớp dưới. Đây là giới hạn vị trí thẻ tăng cường tại các lỗ xuyên sàn. Chúng ta tiến hành tăng cường thép xung quanh lỗ. Thép liên kết chống cắt sàn VRO S3. Thưa các bạn, chúng ta nhìn trên màn hình thấy tấm panel 3D trong trường hợp này được thi công toàn sàn một lúc. Chúng ta xem module trong một, đây là một module. Thì thép đỡ hộp xốp, thép dệt đỡ hộp xốp được hàn vào tấm panel 3D, vừa định vị vừa đỡ hộp xốp. Các bạn xem thép liên kết được thi công toàn sàn trước khi lắp dựng hộp xốp đặt. Các bạn xem rất chính xác, hàng lối ngang dọc rất thẳng hàng. Sau đó lắp dựng các đường ống dây điện, đường ống nước, cáp liên kết, cáp liên kết hình dạng được lắp dựng vào rất chính xác, lắp dựng vào rất chính xác, kể cả phanh thay cả phanh đỡ hộp số, đỡ hộp số nâng lên đúng vị trí, nâng lên đúng vị trí, đảm bảo chiều dài lớp bê tông lớp dưới, chiều dài lớp bê tông lớp dưới tuyệt đối, tuyệt đối. Sau khi lắp dựng thép liên kết xong toàn sàn rất thẳng hàng ngang và hàng dọc rất chính xác, chúng ta tiến hành lắp dựng cột pha sộp rời vào đúng vị trí trong khung thép. Cột pha sộp được định vị chính xác theo phương chiều cao và phương ngang dọc. Lắp dựng xong cột pha sộp, chúng ta tiến hành lắp dựng thép lớp trên và được kê lên bởi cục căn bê tông. Các vị trí lẻ chúng ta có thể triển khai cắt hộp sụp lẻ. Đây là ưu điểm của hộp sụp đặc. Riêng sàn VRO mới triển khai thực hiện được như thế này, còn sàn hộp nhựa thì không thể cắt được như thế này bởi hộp rộng. Thép nắm đầu trụ cũng được triển khai ngay sau đó, được gia cường thép ngang và thép dọc. Thép gia cường chống cắt được cài thêm để tăng cường khả năng chống cắt nắm đầu trụ. Đây là khu vực chịu lực cắt lớn nhất trong sàn. Tất cả các vị trí xung yếu được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Tại vị trí đường ống xuyên ca sàn trúng hộp xốp, chúng ta có thể khoan cắt hộp xốp rất đơn giản. Riêng hộp xốp đặc mới có thể làm được như thế này, còn hộp xốp nhựa rộng không thể làm được như thế này. Tại các vị trí có đường ống nước xuyên qua sàn, được gia cường cột thép rất là cẩn thận xung quanh khu vực đường ống. Ta cùng xem một số hình ảnh thi công của pha sộp và thép lớp trên.
sau khi nghiệm thu cột pha toàn sàn chúng ta tiến hành độ bê tông lớp một chỉ vượt qua chân hộp từ 2 đến 3 cm. Việc đổ bê tông theo dạng quần chiếu, đổ đến đâu, đâm kỳ đến đó. Việc đổ bê tông vẫn tiến hành bình thường. Chúng ta tiến hành đổ lớp 1 xong toàn sàn. Tiếp tục. Sau khi bộ bê tông xong lớp 1, chúng ta quay lại đổ bê tông lớp 2 khi lớp 1 đã xe mặt. Hoàn thiện bê tông lớp mặt. Hoàn thiện mặt bê tông. Tiếp tục, chúng ta dùng biện pháp dùng ni lông phủ lên mặt bê tông để bảo dưỡng phòng trời mưa và chống bê tông bị mất nước. Việc phủ bê tông lên mặt bê tông vừa đổ xong mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Việc phủ bê tông toàn mặt sàn mang lại rất nhiều lực hiệu quả, chống trời mưa, bị sói và chống mất nước. Thưa các bạn, mình vừa trình bày với các bạn quá trình thi công sàn phẳng lò rộng SVRO sử dụng cọc S3. Đây là hình ảnh thi công sàn phẳng hoàn thiện mặt dưới phẳng hoàn toàn. Những video hữu ích dành cho bạn. Nếu chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký để nhận nhiều video mới của chúng tôi mỗi khi cập nhật. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc sức khỏe và thành công.